Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Hồng đã chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng để công bố quy hoạch Vùng Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và nghị quyết 14 của Chính phủ, rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng, kế hoạch điều phối vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm của vùng đồng bằng sông Hồng. Hội nghị đã công bố quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sơ kết báo cáo một năm thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và nghị quyết 14 của Chính phủ về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Báo cáo về cơ chế chính sách đặc thù vùng đồng bằng sông Hồng, kế hoạch điều phối hội đồng vùng năm 2024 và đánh giá tình hình triển khai các dự án trọng điểm của vùng. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đồng bằng sông Hồng có vị trí, vai trò đặc biệt, đóng góp trên 50% GDP của cả nước. Tuy nhiên, hiện kinh tế xã hội của vùng phát triển chưa tương xứng, các địa phương phát triển không đồng đều, phụ thuộc nhiều vào vốn và lao động. Tốc độ tăng năng suất lao động còn thấp, cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở một số địa phương chưa bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh, để giải quyết được những mâu thuẫn và thách thức này, thì trước tiên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng những bài học kinh nghiệm trong hơn một năm qua. Bài học thứ nhất là phải bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo cái đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương, của cả vùng chúng ta, để chúng ta tổ chức thực hiện cho nó có hiệu quả thực chất. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai là phát huy cái tinh thần tự lực tự cường của mỗi tỉnh thành, nhưng mà lại phải có liên kết chặt chẽ, hiệu quả để phát triển chung cho cả vùng. Cái bài học thứ ba là có cơ chế chính sách thông thoáng, có cái hạ tầng thông suốt, có cái quản trị thông minh. Thủ tướng nhấn mạnh, liên kết vùng là một trong những đột phá, động lực tăng trưởng mới, cùng với liên kết các vùng, liên kết với cả nước và liên kết quốc tế. Do đó, cần phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, không địa phương nào làm thay địa phương nào, nhưng không thể không liên kết, đặc biệt là liên kết giao thông. Truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện, nhưng phải bền vững. Tại sao lại truyền thống? Chúng ta phải phát huy cái văn hóa truyền thống lịch sử mà chúng ta chưa phát huy hết. Cái thứ hai, tại sao phải liên kết? Vì cái sự liên kết còn đang lỏng lẻo. Cái thứ hai là phải bứt phá. Chúng ta mà không bứt phá thì ai bứt phá? Đó. Có cái điều kiện thuận lợi nhất hiện nay mà không bứt phá thì ai bứt phá được? Trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, rồi trọng tâm của cái bảo vệ an ninh quốc phòng, vân vân. Cho nên phải bứt phá, nhưng phải bao trùm hết các cái lĩnh vực. Đấy. Rồi phải toàn diện, đó. Toàn dân toàn diện đấy. Đó. Kháng chiến chúng ta toàn dân toàn diện, thì bây giờ xây dựng, phát triển kinh tế cũng phải toàn diện toàn dân. Rồi bứt phá nhưng mà phải bền vững. Phương châm chúng ta lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, làm nguồn lực, làm động lực, làm mục tiêu cho sự phát triển. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng trên tinh thần thông thoáng về chính sách, thông suốt về hạ tầng và thông minh về quản trị. Tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh nhưng không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần. Ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. Về hoạt động của Hội đồng Điều phối Vùng, Thủ tướng đề nghị phải bám sát các yêu cầu của Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị, các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể tại chương trình hành động của Chính phủ, các kết luận của Hội đồng, tổ chức thực hiện, hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức, không hành chính, không màu mè.